Mình xin chào các bạn nha. Rất vui vì được gặp lại các bạn ở trên kênh của mình. Nội dung video ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn cái cách chúng ta sẽ tắt được và không cho điện thoại chúng ta nghe lén trên điện thoại Android của chúng ta nha. Nếu như mà các bạn có suy nghĩ trong đầu đó là cuối tuần chúng ta sẽ đi tam đảo chơi. Tuy nhiên thì sau đó thì trên tất cả những cái mạng xã hội chúng ta, ví dụ như là Facebook, Zalo và thậm chí là Google hay là YouTube, nó sẽ hiển thị rất nhiều những cái địa điểm du lịch liên quan đến cái nơi mà chúng ta vừa mới nghĩ ở trong đầu, đó là chúng ta cần phải đến cái nơi đó để đi chơi vào dịp cuối tuần. Thì mình sẽ chỉ cho bạn cái cách chúng ta sẽ ngăn chặn và cũng như là tắt tất cả những cái công cụ giúp điện thoại chúng ta có thể là nghe lén được những cái thông tin của chúng ta. Qua đó thì có thể là hiển thị những cái quảng cáo liên quan tới những cái địa điểm mà chúng ta muốn tới nha. Rồi, và mình sẽ tiến hành là hướng dẫn trên điện thoại Android trước. Và trên điện thoại Android thì đầu tiên các bạn sẽ vào phần cài đặt cho mình. Tiếp theo thì các bạn sẽ tìm đến cho mình cái mục Google, các bạn chọn vào đây. Ở đây các bạn sẽ chọn cho mình vào cái mục đó là chế độ cài đặt cho ứng dụng của Google. Và các bạn chọn cho mình vào cái mục đó là tìm kiếm trợ lý và giọng nói. Ở đây các bạn chọn vào phần cài đặt chung. Các bạn lần lượt tắt cho mình hai cái chức năng đó là khám phá và mở trong web trong ứng dụng. Các bạn tắt cho mình cái chức năng đó là khám phá đi. Và các bạn tắt luôn cái chức năng đó là mở trong web trong ứng dụng đi. Tiếp theo các bạn quay trở lại. Các bạn quay trở lại một lần nữa. Các bạn tìm đến cho mình cái mục đó là quảng cáo. Các bạn chọn vào. Ở đây thì các bạn sẽ xóa cho mình cái phần đó là xóa mã nhận dạng cho quảng cáo. Các bạn sẽ xóa cái phần này đi bằng cách là chúng ta sẽ nhấn vào phần xóa mã nhận dạng cho quảng cáo. Rồi, tiếp theo thì các bạn quay lại một lần nữa. Các bạn quay lại phần cài đặt. Các bạn chọn cho mình vào phần ứng dụng. Ở đây thì nó sẽ hiển thị tất cả những ứng dụng có trên điện thoại Android của chúng ta. Và các bạn sẽ bấm cho mình vào cái phần biểu tượng dấu 3 chấm ở đây. Các bạn chọn cho mình vào cái phần đó là trình quản lý quyền. Ở trong cái phần trình quản lý quyền này thì các bạn sẽ tìm đến cái mục đó là micro. Thì ở trong cái mục micro này nó sẽ hiển thị tất cả những cái ứng dụng mà có quyền truy cập vào micro trên điện thoại của các bạn. Và lúc này thì các bạn sẽ tìm đến cho mình cái ứng dụng nào mà các bạn không cho phép nó truy cập vào micro. Các bạn sẽ không cho phép nó truy cập vào micro để nghe những cái lời nói của chúng ta hàng ngày. Thì các bạn sẽ truy cập vào cái ứng dụng đó. Sau đó thì các bạn sẽ tắt cái quyền truy cập đi bằng cách là chúng ta sẽ chọn vào mục đó là luôn hỏi. Có nghĩa là mỗi khi mà ứng dụng này nó muốn truy cập vào micro của các bạn để nghe những cái thông tin phát ra từ micro của các bạn, điện thoại các bạn có thể thu được, thì nó cần phải hỏi chúng ta. Và khi đó thì nếu chúng ta đồng ý thì nó mới được phép là truy cập vào micro của chúng ta nha. Ở đây mình sẽ... Và như vậy thì bằng cái cách này các bạn có thể là tắt được những cái ứng dụng mà được phép truy cập vào micro điện thoại của các bạn. Để tránh cái trường hợp là điện thoại chúng ta bị nghe lén và cũng như là bị hiển thị những cái quảng cáo mà chúng ta trò chuyện hàng ngày nha.